Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là BonBD. Ok, thì hôm nay mình sẽ chơi Minecraft sinh tồn 1.16 các bạn ơi. Đấy. Thì các bạn sẽ tự hỏi là ủa tại sao phiên bản 1.16 chưa ra mà anh chơi rồi. Đấy. Thì mình hiện tại mình sẽ chơi các bạn snapshot thôi các bạn ơi. Đấy. Rồi. Tại vì gần 2 tuần đây mình không ra clip rồi. Mình muốn có cái gì đó mới các bạn. Đấy, cho nên mình sẽ chơi để sinh tồn của 1.16 các bạn ơi. Đấy. Mình mới vô mình bonus thêm một cái chest nha các bạn. Ui. Mình nghe tiếng gì tít 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 vãi nồi. Ok, mình sẽ lấy hết đống này các bạn. Đặt luôn mấy cây đuốc đi. Coi. Khi mình tạo thế giới luôn, ở thế giới đây hơn vãi các bạn. Xuất hiện luôn mấy ngông. Đấy. Thì nãy có mấy ngông ở đây luôn nè. Đấy, coi. Mình sẽ chặt gỗ đây các bạn ơi. Ok. Thì mình sẽ chơi cái bản snapshot các bạn ơi. Thì theo mình biết thì ở phiên bản này nó có một cái loại gọi là khoáng sản. Chắc là kinh khủng luôn các bạn ơi. Đấy, nó có thể mạnh hơn kim cương, tốc độ nhanh hơn kim cương. Đấy. Nhưng mà với lại nó có thể cập nhật thêm một cái gọi là cập nhật thêm Nether cái thứ các bạn. Thì nghe nói là có rừng nè. Có hai loại rừng này, một rừng đỏ với một rừng xanh. Đấy, nó cập thêm những cái biome ở chứ trong Nether các bạn ơi. Thì theo mình biết thì nó vậy á, nhưng mà mình cũng chưa xuống. Hiện tại mình đang chơi bản snapshot nha các bạn ơi. Đây là bản 1.16 nha. Thì nếu mà bản chính ra thì ok, mình sẽ chơi cái world này lên lấy bản world này nâng cấp thành bản chính thì chơi ok. Còn hiện tại mình sẽ chơi bản snapshot trước. Đây là bản 1.16. Mình theo mình biết thì bản 1.16 thì nó chỉ có cập nhật Nether thôi, chứ ở ngoài thế giới bình thường thì không có gì hết các bạn. Ui ơi, có sói phải không ta? Ui, có chó sói thiệt nè các bạn. Vãi nồi. Mình không có xương. Ê, chó sói nè. Hello. Hello boy. Không có xương các bạn ơi. Ok, mình sẽ làm một cái bàn chế tạo đây. Ok. Mình sẽ làm một cây ok, mình có cúp rồi. Mình bonus thêm cúp rồi. Mình sẽ đào một ít đá. Ui, có than luôn nè. Được, của lò các bạn. Và mình sẽ lấy một ít đá trước nha. Thì ok, thì 2 tuần nay mình không ra clip thì có một số công chuyện rất là bận luôn. Mình không sắp xếp được thời gian ấy. Với lại tuần sau thì mình sẽ đi nâng cái con máy mình lên các bạn ơi. Thì cũng là mất khá nhiều thời gian nữa, nên các bạn thông cảm với mình nha. Ok. Tại vì cái cạc màn hình của mình nó quá cũ rồi. Mình sẽ nên nâng cái cạc màn hình lên tí ấy, để cho ngày bữa mình có thể livestream cho các bạn xem. Đấy, cái thứ mà. Ôi, mình sẽ đào một thèn luôn. Ok, mình sẽ xuống đây và lấy crafting một cây cúp đá luôn nha các bạn. Thì một cái world cũ bị mắc rồi nha các bạn ơi, rất là tiếc luôn. Thì khúc mà mình chơi, các bạn thấy không, mình có chụp một cái hình ảnh là kỵ sĩ rồng lên ấy. Ok, thì mình có định chơi cái đó, nhưng mà mình tải cái mod kỵ sĩ rồng về á, thì mình cài cái win ấy. Oh, mình cài cái version ấy sao, mình cài sao ấy thì nó mắc luôn cái world của ấy của mình, cây vãi nồi, nên mình sẽ làm một thế giới mới nhưng mà 1.16 ấy. Thì mình coi sẽ làm lại thôi, rồi mình không muốn mắc sinh tồn các bạn. Ok, mình sẽ đẩy nhanh tiến độ một tí ấy. Và mình sẽ lấy một ít đá nhiều lên làm một cái lò nung nữa. Thì nếu mà 1.16 thì nó có optify shader thì cái thứ thì nó sẽ đẹp hơn các bạn. Mấy mình quấn cài shader quấn bình thường nha, nhưng mà shader yếu yếu thì mình quấn cài được nha. Tại vì cái cạc màn hình của mình là cái GT420 ấy, nên nó quá cũ rồi, nên không có cài được cái gì nhiều các bạn. Tuần sau thì mình có thể đi nâng lên. Ê, nó đâu xa, hồi sáng đây mình với anh em mình nè, hai thằng đi xuống thôi. Nhưng mà cái ông làm mấy thì ông không có nhà, ông đi ăn Tết rồi. Ông ăn Tết 3-4 gì đó, nhưng ông không có lạ các bạn ơi. Thì mình đã tuần sau mình sẽ xuống mình coi thử đây, không có lạ hay không.
Ủa mình nghe cái tiếng tít 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 cái thứ cái hiểm vái. Ok thì mình sẽ làm bắt cái rìu nè các bạn ơi. Thì mình nghiên cứu được cái cây rìu với cái cây kiếm ấy thì cái cây rìu mạnh vãi nìn các bạn, cái rìu mạnh vãi nồi các bạn ơi. Này các bạn, cái kiếm thì nó có cây rìu có 9 đam đúng không nè, bạn thấy là 9 attack đam này. Và cái kiếm nè vãi nồi có 5 đam mà cái tốc độ đánh thì cây rìu mạnh, cái kiếm mạnh hơn đấy, có qua có lại mới tội lộng nhau các bạn ơi. Ok mình sẽ đi đi chỗ nào ta, mình sẽ đi lên trên khu vực trên này đi coi thử có gì hot luôn. Không biết 10.1.16 thì đó cái cập nhật cái khoáng sản mới các bạn, thì mình nghe nói là xuống này đồ mình sẽ được cái vặn gì đó, mình sẽ nâng cấp lên một cái cây kiếm gì đó cái thứ nhưng mà lạc đà nè, what the fuck, có lạc đà luôn à, ngon. Được của ló các bạn ơi, mình sẽ kiếm một cái chỗ đồng bằng sinh sống các bạn, không thể ở đây được, nguy hiểm vãi. Ủa mình sẽ đi qua đây một tí nha. No có cỏ mẹ, có mẹ em lama nè. Ui ở tập trước sinh tồn mình chơi một tuần hai tuần mình gặp mấy con lama, nhưng mà chỉ là lama của mấy anh thương nhân thôi chứ lama có sẵn thì không có nha các bạn. Ui mình qua được có thế giới tàn đá không nè. Ủa mình sẽ lấy cây gỗ này không mẹ. Ok thì nếu bạn thích series của mình thì quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ kênh của mình nha các bạn ơi. Thì chỉ cần video này chỉ cần được bao nhiêu người ta, thì bạn nào xem á thì nhấn nút like cho mình, thì nút like nó miễn phí mà, thì để lại cái đó là một cái động lực to lớn để cho mình ra clip thường xuyên hơn các bạn. Thì các bạn có biết cái kênh của mình á, thì hiện tại tương tác hủy tục á khó chịu vãi, nhưng mà vẫn ra clip cho các bạn xem nè. Ok, ui mình tới cái vùng tuyết luôn này. Ok, mình đi hơi xa cái chỗ sinh tồn, chỗ spawn lúc đầu các bạn ơi. Ui, con bò à, mình sẽ lên giết con bò các bạn. Hy vọng là sẽ có cù các bạn ơi, mình không muốn là đêm nay là mình sẽ thức đâu các bạn. Mình hình như là có luôn con ngựa, mấy con ngựa ma nữa các bạn. Các bạn à, hai phát chết đúng không? Ok, mình sẽ thử cái cây rìu nè. Thấy không? Cây rìu một phát là đi luôn. Các bạn thấy sức mạnh của cây rìu không? Cây rìu nó lợi vãi các bạn. Ui, có mấy anh lama này. Không thấy mấy ngân cù nào ta. Không lẽ tối đây mình sẽ thức các bạn. Vãi nồi. Đây có một hàng các bạn ơi, mình sẽ vô đó thử. Cái này chỉ hang cục. Cầm xin lên đây thử có con cù nào. Tại vì mình đang cần cù á. Ai xin tổ. Ui. Các bạn đánh từ đây nè. Các bạn đừng đánh tiếp cận. Các bạn đánh như vậy nè. Nó sẽ một one shot nữa các bạn coi nè. Đấy. Các bạn thấy one shot không? Nó có lợi luôn. Mình sẽ coi one shot con bò này. Ôi. Đánh gì là không được các bạn. Nó theo cái cách là mình phải nhảy lên hay sao ấy. Nè các bạn. Ôi. Đấy. Đúng rồi, mình phải nhảy lên thì nó mới one shot được các bạn. Nó phát huy hết tác dụng của cái cây rìu này các bạn. Ôi. Ủa mình tới vùng đất tuyết rồi các bạn ơi. Ok, ôi trời sắp tối rồi nè. No, ủa có cả dung nham ở đây nữa. Các bạn vãi nồi các bạn ơi, trời tối rồi mình chưa có lông cừu nữa. Ok mình sẽ đi qua đây thử. Ủa có cái gì đây, nó bay bay kinh vậy. Ôi trời tối nữa các bạn. Vãi nồi. Không lẽ tối đây mình sẽ bị zombie cắn chết rồi bạn. Ôi. Ui xong luôn nha. Ui creeper nè. Vãi nồi. Ok mình sẽ lên đây mình sẽ trốn. Sẽ kiếm chỗ nào đó mình trốn các bạn ơi. Mình hiểu. Ôi đây tàn heo ấy, ui zombie nè, ôi cái gì đấy, no, please, the fuck, chưa vào thôi mà bị nó này hấp diêm các bạn ơi. Coi mình nghĩ là kiếm cái chỗ nào mình trốn ấy các bạn, ôi,
Đau vậy. Ok, mình sẽ trốn trong cái hang này bạn. Ok. Lúc đó thì mình sẽ làm một cái lò nung các bạn. Đấy, để mình nung thịt lên. Ok, thì trong lúc nung thịt mình sẽ đi đào tí chỗ đây bạn ơi. Chứ giờ mình ra là mấy con zombie nó tấn công mình ấy. Mình chỉ chờ chén thôi bạn. Ui, có cả một cái hang này. Được nha. Coi mình sẽ làm một ít đuốc đi. Mình sẽ ăn một tí cho máu nó hồi lại. Coi. Đấy, có gỗ rất là nhiều luôn. Ok, mình được 49 cây đuốc luôn. Ngon các bạn. Tiếc rồi. Ok, mình sẽ xuống đây thử có gì không bạn. Các bạn ơi, ủa có than nè. Sắt quá, được bắt sắt nè. Ngon nha, ngon nha. Ok, ok, mình sẽ lấy than và sắt luôn. Được, vừa đó các bạn. Ok thì nhiều sắt, nhiều than vãi. Ui, ngon ngon nha. Đấy, trời ơi, sắc này, trời ơi, tuyệt vời. Đó, series season này mình sẽ làm đẩy nhanh tiến độ hơn một tí nha các bạn. Thì trong thời gian giữa hai tập thì mình sẽ cố gắng tìm các thứ thì mình sẽ ok hơn. Ui, creeper phải không? Ồ, mình có bị ám ảnh hay sao các bạn? Mình đào mà mình nghe tiếng, mình tưởng creeper không à. Mình bị ám ảnh mấy con creeper vãi này. Ui, sắc nhiều, than nhiều vãi. Than này dày. Tới năm sau cũng chưa hết nữa các bạn ơi. Thì các bạn có được nghỉ không? Tuần sau thì mình có thể được nghỉ một tuần nữa. Tại vì virus corona các bạn. Trời ơi, mình nghỉ học á, biết mắc bao nhiêu là cái kiến thức cần phải tiếp thu các bạn. Trời ơi trời, mắc bao nhiêu kiến thức luôn. Trời ơi, buồn quá các bạn ơi. Thật sự làm sao các bạn ơi. Nghĩ mừng chết mẹ luôn. Ok, mình sẽ làm một cái cúp. Không có giáp da luôn à. Thôi mình để da bò lại. Da bò lại các bạn ơi. Ok, mình xuống mình đào than tiếp nha các bạn. Than này nhiều vãi. Bây giờ mình được 39 cục luôn nè. Ngon. Đây cũng có luôn. Ok. Ui sắc. Được nha. Ôi được nha. Ngon nha. Ha. Ok. Thì bạn nào thích mình chơi sinh tồn 1.16 này, các bạn đừng quên đã làm một like và một subscribe để ủng hộ kênh của mình nha các bạn ơi. Đấy, chỉ cần một like thôi bạn. Like mạnh vào thì mình mới có động lực ra clip các bạn ơi. Các bạn mình cần các bạn ủng hộ nhiều các bạn. Đấy. Đa số các bạn xem các bạn không có like gì hết ấy. Ôi buồn lắm các bạn ơi. Các bạn chỉ cần để lại một like với dần nhắn vào thôi. Không có tiếc gì hết. Tại vì nó miễn phí mà các bạn ơi. Đấy. Thế nào ở đây ít than đây. Rồi. Cần tách than luôn. Ngon. Ngon nha. Rồi mình sẽ lên đó mà nung tiếp sắt đi các bạn ơi. Ui. Hay là. Ui. Bạn có thể nhìn ở trên này, lâu lâu mới xuất hiện sắt ở trên đó bạn. Đâu cũng không có để ý đâu. Ui, có than luôn. Than nhiều vãi nồi. Ui, được 3 cục sắt luôn, mình nung thêm 3 cục nữa rồi. Ui, trời vẫn tối này. Ui, dưới đây có một cái hang này. Ui, con zombie. Ôi, no, what the fuck. Mình không muốn gặp mấy con zombie ngay lúc này các bạn. Có cả skeleton nữa phải không? Đúng rồi, có skeleton nữa. Trời ơi, lên là nó thịt mình ngay các bạn. Nó lại nguy hiểm vãi.
với lại mình là nướp nữa, rồi mình sinh tồn rất khá là dở luôn. Nếu nó mình ra thì nó sẽ thịt mình ngay. Coi mình sẽ làm một cái gì đó để bảo vệ mình. Ui Iron Helmet. Có nên làm cái cây cái mũ không ta? Mình làm gì trước ta? Kiếm. Ok mình sẽ làm cái mũ. Ơ phải, mình lấy lượm cái kiếm rồi các bạn ơi. Trời ơi, thiếu một sắc nữa được cái mũ cây vãi nồi. Trời ơi trời, không biết lấy kiếm làm gì nữa. Trời, kiếm này có 6 đam không? Mà cây diều sắt, cây diều đá 9 đam. Ôi trời. Rồi mình xuống đây nha mày. Nhìn nhanh, ui, cái này có hàng sâu vãi. Xuống đây thử có gì hot luôn. Hy vọng là được. Phút em xuống thì không có em nào thông đích từ phía sau nha. Ui, ui, dưới đây có gì á bạn? Ui, được nha, được nha. Ui, ai, ai, ui, trời ơi, có cái hàng mới. Vãi nồi, hàng cục. Vãi nồi, làm mày mừng chết mà. Ui, đấy. Ui, mình sao lên đây ta? Phải lên easy. Ok, khởi đầu của mình khá là thuận lợi luôn các bạn. Trời vẫn chưa sáng này các bạn ơi. Qua mình sẽ vô trong cái này thôi. Ui mình nghe tiếng chimpy nè. Rồi thì ở trong đây mình sẽ đào. Ok mình sẽ đi ra ngoài thôi các bạn. Mình đào đá đây. Thì bạn nào muốn mình xây nhà gì trong tập tiếp theo cứ comment bên dưới video cho mình nha các bạn ơi. Đấy, mình cũng không biết mình sẽ nên xây cái nhà gì cho nó hấp dẫn các bạn. Thì bạn nào biết thì comment bên dưới cho mình nha. Rồi, mình sẽ dục cái cây cúp đi. Bỏ cúp vô nung đi. Rồi đây có ôi trời sắp sáng nè bạn, các bạn có thể thấy đó. Mà hồng hồng nè là trời nó sắp sáng rồi á. Coi mình sẽ ui, zombie. Let's mad. Ui. Nó đây bắt bố mày nè. Ui trên này có quán hàng các bạn. Coi em sẽ đợi trời sáng rồi sẽ ra ngồi các bạn ơi. Sao nóng nung hết luôn ta. Vãi nãy xui vãi. Bây giờ mình sẽ chế cái ủng đi. Có được không không các bạn. Ngoài trời ơi. Xịn sò liền. Siêu up. Trời tôi mang cái đôi giày chất lượng vãi. Biết sao mình chế cái giày không? Mình tính toán hấp dẫn các bạn ơi. Mang sẽ không bị đau chân. Có thể chạy khỏi những con zombie nhanh hơn. Ấy, ghê không? Tính đồ hết rồi. Trời ơi, phá đồ quỷ nó dở. Ok này. Mình nghĩ là mình ra đây các bạn ơi. Trời nó cũng đã sắp sáng, hoàng hôn bình minh nó lên rồi bạn ơi. Rồi ra đây. Ôi, phải xéo nè. Ngon ngon nha, ngon nha. Ui ui ui. Lên đây em ơi. Lên đây em ơi. Ui, mình nghe tiếng skating. What the fuck. Ui. Thì ra mà trốn đây. Trốn đây à. Trốn ở đây à. Trốn ở đâu được con trai. Coi trời sáng các bạn ơi. Mình lên mình sẽ kiếm một con cừu với bạn. Mình sẽ thịt những con cừu đầu tiên. Đấy, mình sẽ lên đây. Tối trong đó nguy hiểm vậy. Ui, có heo mà bạn ơi, không có cừu. Ui, skeleton. What the fuck. À, thì ra trốn dưới nước để không bị chết à. Khôn đấy. Nhưng vẫn chết thôi. Ok, có cá heo này. Ui, ui, có cừu phải không ta? Mình nghe thấy, hình như mình thấy con cừu ấy bạn. Chị lên đây thử. Ok, bạn ơi. Mình lên coi thử có phải con cừu hay không á. Thì mình nghiên cứu thì em thấy cái gì đó. Ô mình nhìn nhầm rồi các bạn, không phải con cừu mà là con gì đấy. Lama. Ui cừu. Trời ơi. Surprise motherfucker. Ấy một em, hai em, ba em. Trời mình gặp mấy em đi sớm hơn thì mình không phải thức đêm rồi. Ấy trời ơi. Ba em cụ luôn, ngon nha, ngon nha. Ok, ở đây có cụ nhiều vãi. Ô, mình nghĩ chỗ này thích hợp để xây một cái nhà nữa.
chỗ này là ok á, nhưng mà mình sẽ đi tìm một chỗ khác. Ui, có một cái hang rồi, được của nó thì mình xuống đây các bạn ơi. Ôi, đây cùi nhiều vãi, lúc cần thì không có, lúc không cần thì xuất hiện cái đống các bạn. Trời ơi, logic game vãi. Ôi, trong đây có một cái hang sâu các bạn, mình sẽ đi xuống thử có gì hết không, thử có xác hay là cái gì không. Ui, không có gì hết, một hang cục. Trời ơi, tôi đi 20 phút trong game mà vẫn chưa thấy cái gì hot các bạn. À thì cái series này mình sẽ không chết nha các bạn, mình sẽ không chỉnh chết thôi mất đồ các bạn. Thì nếu mà chết thì nó sẽ vẫn mất đồ bình thường. Ok, thì đó là một cái quy luật mới trong cái season mới các bạn. Đấy, ui cái hang nè. Ui scare, ui scare. Skeleton, scare. Cái kiếm yếu vãi rồi, chặt ba phép con skeleton chưa chết. Ui, gặp thêm một con skeleton nữa. Hay hay, hai phép này, ba phép mới chết vãi. Cái kiếm này nó yếu vãi rồi các bạn, thua cái rìu nữa. Từ đây bố mày sẽ không xài kiếm nữa, hãy chế lộn thôi, chế đúng nghiệp thì sẽ không có cần nữa đâu. Ô mày sẽ lên đó mày đặt cái chỗ làm căn cứ của mày các bạn, cho mình đi hoài thì cũng khá là nguy hiểm. Ok, mình sẽ để căn cứ mình ngay đây các bạn ơi. Đấy, cái rương này thì ok, thì mình nghĩ video mình đến đây cũng đã dài các bạn ơi. Thì khởi đầu tiên mình khá là may mắn trong cái version snapshot 1.16 này các bạn ơi. Ok, thì nếu bạn thích video của mình thì đừng quên để lại một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình các bạn. Đặc biệt hơn nữa đó các bạn, có thể chia sẻ lên các hội nhóm Facebook, Instagram, TikTok, các thứ các bạn có thể chia sẻ lên để bạn. Nhưng mà đặc biệt các bạn đừng quên để lại một like, một subscribe, là đó là động lực, hay lại đó là một cái động lực to lớn giúp mình có thể ra video tiếp theo các bạn ơi. Chúc các bạn một ngày tốt lành và đừng bị mắc dịch corona nhé. Yeah.